ra thế lực bí sâu bố ơi mình đi đâu thế giờ ra sao? Cô bé mụm mĩm hay khóc nhè, giờ ra dáng thiêu nữ. Bà cụ non ngày nào giờ đã lớn khổng phao, sẵn sàng theo nghiệp diễn. Về hài từ nhỏ đến lớn, chỉ khác là nay trổ mã, chững chạc hơn nhiều. Tí béo, chít, thu ti, chân bơm. Những nhắc tì nổi tiếng của chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế hiện đã ra dáng các cô cậu thanh niên xinh xắn, bảnh bao. Bé Suti, con gái siêu mẫu Thúy Hạnh, nhạc sĩ Minh Khang. Trong dàn sao nhí tham gia chương trình mùa đầu tiên, bé Suti được nhiều sự yêu mến khi sở hữu ngoại hình xinh xắn, dù có chút bụng mĩm nhưng rất đáng yêu. Cô bé tên thật là Lê Gia An, con gái của nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh. Đến nay, đã hơn 9 năm trôi qua, sự quan tâm và yêu mến của dân mạng dành cho Suti vẫn không đổi. Mỗi lần hình ảnh của cô bé được cập nhật trên trang cá nhân của bố mẹ, người hâm mộ lại được một fan suýt xoa vì nhóc tì lớn quá nhanh. Ở hiện tại, Suti không còn là một nhóc tì mụm mĩm hay khóc nhè mà lột xác thành một cô nàng cao lớn, xinh đẹp. Cô bé sống rất tình cảm, có tính tự lập cao, luôn có ý thức phụ giúp bố mẹ công việc nhà và chăm chỉ học tập. Thi thoảng, Suti cùng chị gái Suli được mẹ đưa đến các sự kiện thời trang. Bé Chip, con gái diễn viên Mạnh Trường. Tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế, bé Chip, tên thật Nguyễn Phương Linh đốn tim khán giả bởi vẻ đáng yêu đúng tuổi. Sau 8 năm tham gia chương trình, Chip hiện sở hữu chiều cao và vóc dáng nổi bật. Cô bé được nhận xét là bản sao của bố vì ngoại hình xinh đẹp. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Chip còn được bố khen vì tính cách người lớn, yêu thương và nhường nhịn các em, có tính tự lập cao. Tâm sự về con gái, Mạnh Trường cho biết, Chip là cô bé tình cảm, tinh ý và già dặn hơn so với lứa tuổi của con. Ngoài ra, Chip còn rất tự lập. Anh và bà xã có chút lo lắng khi thấy con gái lớn quá nhanh nên đã chuẩn bị tinh thần cho việc con gái trưởng thành và sẽ rời xa vòng tay mình. Hiện Chip đang theo học tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Không chỉ học giỏi, cô bé còn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thừa hưởng khả năng nghệ thuật từ bố, Chip đã sớm thích nhảy múa, hát hò và đặc biệt chơi piano rất tốt. Nói về việc cho con theo nghệ thuật, Mạnh Trường khẳng định sẽ không định hướng mà để con tự lựa chọn theo mong muốn. Bi Béo, con trai nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc. Bước ra từ Bố ơi, mình đi đâu thế, Bi Béo, quý tử nhà Xuân Bắc là một trong những nhóc tì được khán giả yêu mến. Cô bé gây ấn tượng nhờ ngoại hình mồm mĩm, tính cách lém lỉnh, thông minh và hơn hết là có những phát ngôn chất ngất, lý lẽ sắc lẹm, sẵn sàng đấu võ mồm với bố trong mọi tình huống. Từ một cậu bé có thân hình mũm mĩm, Bi Béo hiện nay đã 14 tuổi. Cậu bé trưởng thành, cao lớn, gọn gàng hơn rất nhiều, diện mạo cũng không ít lần thay đổi. Không chỉ kiểu tóc mà phong cách ăn mặc cùng khuôn mặt trổ mã nam tính, diện mạo trưởng thành thay đổi rõ rệt được nhiều người khen rằng trông cậu bé trông chững chạc và bảnh bao hơn rất nhiều. Xuân Bắc cũng thường chia sẻ những câu chuyện và video hài hước của con trai lên mạng xã hội. Bi thừa hưởng ghen hài hước vượt trội của bố nên mỗi lần xuất hiện, cậu bé này luôn trở thành tâm điểm chú ý. Quý tử nhà danh hài hiện cũng sở hữu trang fanpage gần 300.000 lượt yêu thích. Trần Bơm, con trai nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân Trần Lập. Tại thời điểm chương trình phát sóng, Trần Bơm được gọi là một hiện tượng giải trí với tính cách hồn nhiên, lém lỉnh và những phát ngôn hài hước. Giờ đây Trần Bơm, Trần Tú đã là một thiếu niên 14 tuổi, có vẻ ngoài điển trai và lãng tử. Theo tiết lộ từ đạo diễn Trần Lực, cậu con trai của anh vẫn giữ nét tính cách hồn nhiên như ngày nào, học giỏi và luôn có tinh thần thoải mái. Cậu bé cũng được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ phụ huynh, có giọng hát ngọt ngào và khả năng chơi đàn hay.